mọi người, Angel đây. Sau lưng mình là gói đồ nội thất mới ra đó mọi người. Hình như tên nó là cà phê Tarot hay sao ấy, không biết đúng không nữa, mọi người comment cho mình biết với nha. Tự nhiên quên tên nó ngang xương luôn á mọi người. Ủa mà anh Louis ơi, anh nhảy mỏi chân chưa? Chứ em thấy nãy giờ anh lắc qua lắc lại, em cũng mỏi chân mỏi tay giùm anh rồi đó. Mà kệ anh Louis bánh bao đi nha mọi người, qua đây ngồi cho khỏe chứ hơi đâu mà đứng nhảy như ổng vậy. Nói chứ mình lại đây để review cho mọi người xem tất tần tật những món đồ trong cái gói mới nha mọi người. Đầu tiên là hai quả đèn này nha. Lúc mình tắt đi thì nhìn nó xấu lắm, khi mà bật lên nó có hiệu ứng màu xanh màu tím đẹp dã man luôn mọi người. Còn ở trong của nó thì giống như là có một cái hành tinh gì trong đó vậy á, một bên là hành tinh màu đỏ, một bên là màu đen. Hai hành tinh này là hành tinh gì vậy mọi người, có ai biết không comment cho mình biết chứ. Có cái đèn treo ở trên nữa, mình mới vừa tắt và bật nó lên đó. Qua đây ngồi ghế với lại Louis bánh bao, thấy ông ngồi một mình nãy giờ im ru luôn ta. Alo alo, bạn Louis ơi, bạn ổn không, trả lời cho mình biết chứ. Nếu như bạn bị ép buộc quay video này thì hãy ra tín hiệu để cho mọi người biết nha. Rồi, lên tiếng rồi. Trời ơi, hai đứa mình chơi một kèo tháp anh nhỉ. Đi xuống đây theo em, hai đứa mình xếp kèo nè. Bình thường thì anh hay chấp em dùng vật phẩm, các thứ đồ, hôm nay như thế nào nè. Mà khoan, để em bật nhạc nền lên cho nó máu đã. Đó, nghe chiến chưa? Còn bây giờ kèo như thế nào, anh Louis bánh bao phổ biến cho mọi người cùng biết đi. Anh chấp em hai mắt sử dụng vật phẩm đó. Ok, lên kèo luôn nha. Tại vì mình leo gà lắm mọi người cho nên là anh Louis lúc nào cũng chấp mình hết trơn á. Rồi, bây giờ ai mà thua sẽ chạy quanh hồ trong hôm kêu lên 3 tiếng nha. Chơi luôn. Đi thôi. Anh chở em lại kia đi. Quá đáng ghét. Giận 10 ngày 10 đêm, nghĩ nói chuyện luôn. Nằm ăn vạ ở đây đó, coi có ai quan tâm không. Anh quên đồ nữa. Đáng lẽ ra là giận 10 ngày 10 đêm rồi đó. Tha cho đó nha. Rồi không giỡn nữa, bắt đầu nghiêm túc nè. Kèo này căng đó, ai mà thua là phải làm 3 tiếng ngoài hồ đó. Mình được dùng vật phẩm mà mọi người, cho nên là xài nha. Không xài thì thiệt hay sao, tại tôi leo gà lắm. Đó, tập trung thôi. Về được hạn rồi mọi người ạ. Không được giỡn mặt với anh Louis, may là ổng té đó, không thôi là tôi thua rồi. Bây giờ trả kèo anh ơi. Chạy đi anh. Go 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 go
Kỳ cục. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết. Nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official. Bye bye mọi người.